Tôi anh Nguyễn hả? Anh mời em Ma tiếp tục. Dạ mời thầy ngồi. Dạ mời thầy dùng nước. Đã nhiều lần tôi gian em, đừng kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy sức khó thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nặng nhẹ nhàng tiếng ăn thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Trời ơi, Nguyễn ơi, anh đang cúi đầu chờ anh quệ, em trong lòng tha thứ cho anh, kẻ gì cho em khổ đau lặng đặng, suốt cuộc đời duyên nợ vợ chào Trần Ngang, anh chào Lan Hoàng Lệ. Tôi mong chuộc lại lỗi lầm để chiều thứ ý của thầy. Tôi sẽ gọi thầy là mình hoặc ba thằng anh, hay chỉ bằng anh thôi. Nếu được tiếng mình, còn nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, vậy từ nay hai ta sẽ ôi em gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng, tuy không đường hoàng giá phú nhưng là nghĩa vợ chồng sao chưa gói chăng. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng mà làm sao họ hiểu được anh với em. Đã vượt ra khuôn khổ gia đình là chúng ta nói lại mối tình xưa gian dở. Chỉ mỗi một mình tôi đau khổ, còn cho dự ý anh thì sẽ thiếp một người phụ nữ khác là vợ của anh, sẽ khổ đau thôi thì anh để cho tôi cạn bề gối chiếc
tình yêu thuở băng đầu như nước chảy qua cầu vừa gặp thì đã xa thôi thì tình của chúng ta xin đành kiểu gió xa gỡ má thành tâm với tất cả nỗi niềm nhớ thương trọn vẹn. Con của chúng ta thành tâm nó sẽ tốt nghiệp ra trường, sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan hỷ năng ly. Chúc mừng cho con trong buổi lễ thành gửi quà gì cho con vậy? Chim quy ngon dịu dàng bằng được kim môi chỉ có trái tim sắc son chờ mong nhịp nhàng phương trời xa thắm duyên lứa đôi sắc son tình chung. Vậy mà bao năm rồi em dưng dưng như người qua đường xa lạ, trong khi anh ngại tiếng, anh ấp ủ, anh ăn niếm một tổ quyên ương em để hạnh phúc. Còn em thấy lạnh lùng tự chối khiến cho anh đây lòng. Mình chào Giáo Linh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn Giáo Phục. Cho anh một cơn quể nghe hồi. Chúng ta nên dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta hãy sống như đôi chim quê hương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không bay bồng bềnh trong biển ca, thì từ đó con còn lại một mình đứng sức gió, dần tháng tháng ngày ngày đang gào to thương sông dư nguyện. Giấc mơ xuân từ nụ cam trong trại, tình gửi chân nay dần chiều lạnh lùng. Nghĩa mẹ con sinh được lúc trùng phùng, duyên căn lệ không thể nào tay hòm. Gương xưa đã giờ tan làm đôi mọi người một nửa. Chúng ta xôi vào bước chân con đang chập chững thời. Bồi giáo thời mới còn đòi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tâm quan. Thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn tuôn, bởi bạc không phàm. Em à, anh đã lo đầy đủ
con từ nhỏ đến lớn, nó không thiếu một thứ gì hết đó em mà. Em biết không, nó có hiếu lắm đó. Anh Minh, theo tôi như vậy vẫn chưa đủ, mà thứ con là phải sống tròn vẹn gì con. Đừng để nó rơi theo vết cổ lối mòn của chúng ta ngày trước ngập chân lớp sông riêng cằn bã. Để cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao, núi thẳm rừng sâu và biển cả muôn trùng. Nói với nó đó là chuyện tình khốn khổ. Nguyệt à, từ lâu em đã cự tuyệt xua đuổi anh, nhưng lần này em hãy cho anh thỉnh thoảng. Không được. Không được, có nghĩa là em sẽ đi thêm bước nữa với người khác à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Vậy thì từ nay chúng ta cùng lo cho con vậy. Anh về nhà Nguyệt. Dạ, anh về. Anh về nhà Nguyệt. Dạ, anh về. Anh về nhà Nguyệt. Trời ơi, cả nhà vừa nghe trích đoạn Tô Ánh Nguyệt qua tiếng ca của Tâm Lệ và Mãi Xanh. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Cảm ơn Tâm Lệ đã xong ca cùng với anh.